Hôm nay 15 tháng 8, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 25 tháng 8 năm 2023 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành chất vấn hai nhóm vấn đề quan trọng, bao gồm lĩnh vực thuộc trách nhiệm của Bộ Tư pháp và lĩnh vực thuộc trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Phiên chất vấn diễn ra tại phòng Diên Hồng, nhà Quốc hội và được kết nối truyền hình trực tuyến với 62 đoàn đại biểu Quốc hội tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Quá trình chất vấn và trả lời chất vấn được tổ chức theo từng nhóm vấn đề. Người trả lời chất vấn không trình bày báo cáo, mà có thể phát biểu về vấn đề chất vấn trong thời gian không quá 5 phút trước khi đại biểu Quốc hội thực hiện chất vấn. Mỗi lượt chất vấn, từ 3 đến 5 đại biểu đặt câu hỏi, mỗi đại biểu chỉ được phép nêu chất vấn trong không quá 1 phút. Người được chất vấn trả lời mỗi nội dung chất vấn không quá 3 phút. Trong quá trình chất vấn, đại biểu Quốc hội có quyền tranh luận để làm rõ những vấn đề đã được trả lời nhưng còn thắc mắc. Thời gian cho tranh luận không được vượt quá 2 phút. Đại biểu Quốc hội có thể đăng ký chất vấn và tranh luận thông qua ứng dụng Quốc hội. Kết thúc phiên chất vấn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ ban hành nghị quyết để làm cơ sở triển khai thực hiện các giải pháp cần thiết. Buổi sáng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung chất vấn lĩnh vực thuộc trách nhiệm của Bộ Tư pháp. Các vấn đề trong phạm vi chất vấn bao gồm việc thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, các giải pháp đảm bảo tiến độ, chất lượng và hồ sơ thủ tục các dự án, dự thảo chính phủ trình Quốc hội, giải pháp nâng cao chất lượng hệ thống pháp luật và kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng trong công tác xây dựng pháp luật. Hôm nay 15 tháng 8, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 25 tháng 8 năm 2023 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành chất vấn hai nhóm vấn đề quan trọng, bao gồm lĩnh vực thuộc trách nhiệm của Bộ Tư pháp và lĩnh vực thuộc trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Phiên chất vấn diễn ra tại phòng Diên Hồng, nhà Quốc hội và được kết nối truyền hình trực tuyến với 62 đoàn đại biểu Quốc hội tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Quá trình chất vấn và trả lời chất vấn được tổ chức theo từng nhóm vấn đề. Người trả lời chất vấn không trình bày báo cáo, mà có thể phát biểu về vấn đề chất vấn trong thời gian không quá 5 phút trước khi đại biểu Quốc hội thực hiện chất vấn. Mỗi lượt chất vấn, từ 3 đến 5 đại biểu đặt câu hỏi, mỗi đại biểu chỉ được phép nêu chất vấn trong không quá 1 phút. Người được chất vấn trả lời mỗi nội dung chất vấn không quá 3 phút. Trong quá trình chất vấn, đại biểu Quốc hội có quyền tranh luận để làm rõ những vấn đề đã được trả lời nhưng còn thắc mắc. Thời gian cho tranh luận không được vượt quá 2 phút. Đại biểu Quốc hội có thể đăng ký chất vấn và tranh luận thông qua ứng dụng Quốc hội. Kết thúc phiên chất vấn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ ban hành nghị quyết để làm cơ sở triển khai thực hiện các giải pháp cần thiết. Buổi sáng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung chất vấn lĩnh vực thuộc trách nhiệm của Bộ Tư pháp. Các vấn đề trong phạm vi chất vấn bao gồm việc thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, các giải pháp đảm bảo tiến độ, chất lượng và hồ sơ thủ tục các dự án, dự thảo chính phủ trình Quốc hội, giải pháp nâng cao chất lượng hệ thống pháp luật và kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng trong công tác xây dựng pháp luật. Kể từ đầu nhiệm kỳ, Chính phủ đã kết hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ để trình Quốc hội thông qua tổng cộng 32 luật và nghị quyết, gồm 22 luật và 10 nghị quyết. Quan trọng là không có bất kỳ dự án luật nào phải rút ra khỏi chương trình. Các dự án do Chính phủ trình và sau đó được điều chỉnh, hoàn thiện bởi các cơ quan thẩm tra của Quốc hội dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều đạt tỷ lệ thông qua cao. Không những thế, Chính phủ đã ra mắt 312 nghị định, còn Thủ tướng Chính phủ ban hành 87 quyết định có quy phạm pháp luật. Điều này đã làm thể chế thuộc phạm vi thẩm quyền của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, với sự hỗ trợ trực tiếp của các cơ quan như Bộ Tư pháp, tiếp tục thể chế hóa một trong ba đột phá chiến lược quan trọng được đề ra tại nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và các văn bản lãnh đạo từ cấp Trung ương đến cấp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về lĩnh vực pháp luật và tư pháp. Các thành tựu này đã đóng góp quan trọng cả lâu dài và ngay tức thì vào cuộc chiến đấu kiểm soát, phòng chống dịch COVID-19, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, cũng như công tác phòng, chống tham nhũng và tiêu cực. Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế tồn tại. Vẫn còn tình trạng bổ sung dự án vào chương trình mà không tuân theo kế hoạch tổng thể hoặc đề nghị của Quốc hội. Một số dự án chưa được nghiên cứu, tính toán kỹ về phạm vi điều chỉnh và tác động của chính sách, do đó chưa thể bổ sung vào chương trình. Có cả dự án phải chuyển từ 2 kỳ họp thành 3 kỳ họp như luật khám bệnh và chữa bệnh. Tính đến ngày 30 tháng 7 năm 2023, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ còn nợ tổng cộng 17 văn bản, giảm 11 văn bản so với năm 2020, tăng 9 văn bản so với năm 2021 và tăng 05 văn bản so với năm 2022. Bước tiến mới để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên là Bộ Tư pháp đề xuất tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quá trình xây dựng pháp luật.
Điều này bao gồm việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan của chính phủ, đảm bảo tuân thủ quy định về việc chịu trách nhiệm đầy đủ về toàn bộ nội dung và tiến độ trình các dự án, đề án và văn bản pháp luật. Bên cạnh đó, các bộ, ngành sẽ thường xuyên tự rà soát, đánh giá các quy định pháp luật và các quan hệ xã hội thuộc lĩnh vực quản lý của họ. Dựa trên các thông tin này, họ sẽ chủ động lập đề xuất xây dựng và tổ chức soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh và nghị quyết theo trình tự và thủ tục quy định. Đặc biệt, việc thu thập ý kiến từ các đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp, các chuyên gia và nhà nghiên cứu sẽ được đặc biệt chú trọng. Ngoài ra, việc tăng cường truyền thông chính sách và phản biện xã hội đối với những vấn đề quan trọng sẽ được thực hiện để đảm bảo sự tham gia của cả người dân và doanh nghiệp. Bộ Tư pháp cũng đã đề xuất tổ chức pháp chế các bộ và cơ quan ngang bộ để nâng cao chất lượng quá trình thẩm định thông qua việc tận dụng cơ chế hoạt động của các hội đồng thẩm định và hội đồng tư vấn thẩm định. Để tăng cường kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng cũng như tiêu cực, Bộ Tư pháp đã đề xuất cơ quan chủ trì nên kịp thời báo cáo và xin ý kiến cấp ủy và các tổ chức đảng về những chính sách quan trọng và định hướng lớn. Đồng thời, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và từng cá nhân, tập trung vào tổng kết pháp luật, đánh giá tác động chính sách và lấy ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý và thẩm định. Cuối cùng, việc tăng cường giám sát, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong quá trình xây dựng pháp luật sẽ được thực hiện.